Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì mình lại vào kho mình quay cho anh em ha. Có rất là nhiều dòng xe mới về. Đợt này xả ra ở cuối tháng cũng như là giá ở đầu tháng luôn ha. Đồng hành với tụi mình hôm nay con Thảo ha. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục em xả một lô kho xe cho mọi người luôn. Thế là mấy cái dòng xe này là mới về luôn mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục xả kho cho anh em luôn và đặc biệt là hỗ trợ trả góp cho tất cả những cái dòng xe ở cửa hàng mình luôn nha. Có nhu cầu đổi xe thì cũng cứ anh em đem xe lên mình có thể thu lại và đổi xe mới luôn mọi người nha. Clip này thì có winner trước nha mọi người, winner V3 ABS mọi người nè, màu đỏ mọi người nha, đây màu HRC. Phiên bản này thì đang bán với giá là 36 triệu mọi người nha, bao VAT nha. Còn anh em mua và phiên bản CBS thì là 33 triệu mọi người nha. Dòng này hỗ trợ trả góp cho anh em trả trước tầm khoảng là 3 triệu là nhận xe mọi người nha. Đó, ở đây có SH Mod này mọi người, SH Mod phiên bản màu xám xi măng mọi người nha. Này, xám xi măng phải nhắc ở chỗ này. Xám xi măng ở trong gói hàng luôn. Đây một hàng luôn mọi người, xám xi măng nhiều lắm mọi người nha. Đây thì hôm nay em xả cho anh em luôn, còn 65 triệu mọi người nha, bao VAT cho mọi người luôn nha. Đó, còn anh em mua phiên bản thường như màu trắng này mọi người, trắng này, đấy trắng cũng nhiều, trắng CBS này 57 thôi mọi người nha. Màu bạc này nhiêu ta? Đây màu bạc này là 63 triệu mọi người nha, bạc ABS mọi người nha, còn màu trắng là CBS mọi người nha, 57 nha, trả trước tầm 12 triệu là nhận xe mọi người nha. SH160 ABS thì 103 triệu mọi người nha, còn CBS nè, ABS có hai con, còn CBS thì là 101 triệu mọi người nha, 160 nha mọi người. Còn anh em mua những cái dòng SH160 này thì anh em trả góp thì đưa trước tầm 30 triệu là nhận xe nha. Ở trong này là lô Vision nè mọi người. Vision tiêu chuẩn mọi người. Màu đen bóng mọi người nha. Xả cho anh em còn 30 triệu 500 nha mọi người. Còn Vision cao cấp thì 32 triệu mọi người nha. Đó. Màu trắng với màu đỏ là 32 mọi người cao cấp nha. Vision cổ điển này thì hôm nay tiếp tục xả cho anh em còn 35 triệu mọi người nha. Đó. Vision cao cấp màu trắng này. Đó, 32 này mọi người. Cổ điển thì nó có cái màu này mọi người nha, cổ điển em cũng còn nhiều nè mọi người, về một lô luôn nha. Dòng này thì trả trước tầm khoảng 2 đến 3 triệu thôi là anh em nhận xe nha. Có con Winner màu bạc mọi người, màu bạc cũng đẹp nha, màu bạc đang hiếm mọi người nè, con này 36 triệu mọi người nha. Còn HRC thì là 36 luôn nha, phiên bản thường thì là 33 mọi người nha. Ở trong này thì có một lô Vision tiêu chuẩn đây thì là 30 triệu 500 mọi người nha, trả trước tầm 1 đến 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Còn SH có màu đỏ đen, SH có màu đỏ đen ABS luôn mọi người nha. Con này thì có 62 thôi mọi người nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ này thì là 57 thôi mọi người nha. Màu xanh cũng 57 luôn à. Màu xanh này cũng 57, phiên bản tiêu chuẩn nha mọi người. Đó, thì trả trước tầm 12 triệu thôi là nhận xe nha. Còn Vision cao cấp như màu trắng này, mua cực kỳ nhiều, anh em mua nhiều cái màu này nè. Màu này anh em xả còn 32 thôi mọi người nha. Bao VAT cho mọi người luôn. Anh em nhìn đi. Kho là phải khủng. Rất là nhiều xe nha mọi người. Vision, SH, Winner mọi người nha. Rất là nhiều luôn cho anh em luôn nha. Anh em mà có nhu cầu mua xe thì cứ nhắn tin inbox cho em nha. Tiếp theo là Mio nè, 26 triệu mọi người nha. Hôm nay 26 triệu bao VAT luôn. Mio này trả trước 2 triệu là nhận xe nha mọi người. Còn Vision cao cấp nè, cao cấp màu trắng nhiều cho mọi người. Cao cấp tiêu chuẩn là 30 năm nha. Còn cao cấp 32 mọi người nha, đặc biệt 34 nha. Còn anh em lấy phiên phần Vision cổ điển nè, 35 triệu mọi người nha. Đó. Sonic mọi người, Sonic cũng còn nhiều mọi người nha, 46 triệu thôi mọi người nha. Bao VAT luôn nha. Sonic này anh em trả trước cho em tầm 8 triệu là nhận xe nha. Còn anh em mua Sonic màu đen này thì là 46 triệu mọi người nha, 46 triệu mọi người nha, Sonic là 46 nha. Tiếp tục là AB125 màu đen mọi người nha. Con này là 42 triệu mọi người nha, màu đen, bản đặc biệt nha mọi người, 42 triệu nha. Vario màu đen này mọi người, ô màu đen quá nhiều luôn nha, đen với trắng luôn mọi người nè. Đen với trắng xả cho anh em còn 38 triệu nha mọi người, khóa thông minh nha. Màu xám thì 39, khóa thông minh sơn 3D mọi người nha. Có đây. Mẫu 2023, 2024 luôn nha mọi người. Có 2024 nữa mọi người. Có một con mới sơn lên màu xanh này cũng đẹp mọi người nè. 39 đẹp triệu mọi người nha. 39 triệu quá thông minh luôn cho anh em luôn nha. Đó. Có một con phiên bản thể thao mọi người nè. Màu đen nhám nè. Con này hôm nay xả còn 35 nha mọi người. Đó. Ở đây có ad 150 thì hôm nay xả là 41 nha anh em. 41 triệu nha. 155 khóa thông minh luôn. 2023 43. 2024 sẽ là 50 nha mọi người. 2024 ABS là 50 mọi người nha. Đó. Còn quay alpha thì hôm nay xả cho anh em luôn còn 17 thôi mọi người nha. Đó. Đồng giá 17 thôi luôn. Giá 17 cho anh em luôn. Còn Sirius thì là 19 triệu nha mọi người. Đó. Trả trước tầm khoảng 2 triệu thôi là nhận xe nha. Có một con SI này là 23 triệu mọi người nha. Bao VAT nha mọi người nha. Đó. Đây có con vàng cát cũng đẹp mọi người nè. Màu vàng cát này là sơn 3D mọi người nha. Sơn 3D lên quá thông minh thì là 39 triệu mọi người nha. Còn Vision tiêu chuẩn thì hôm nay em xả tiếp cho anh em còn 30 triệu 500 thôi mọi người nha. Đó, okay. Đó có con màu đỏ 2024. Này, 2024 này. Con này hôm nay giá nó sẽ là 39 triệu mọi người nha. Quá thông minh nha. Đó, 2024 đắt hơn tí nha.
Rồi, ở đây có Vario 2023 này, 38 này, màu ánh tím khóa thông minh là 39 tính mọi người nha. Tính ra future bên em bán ác nha. Rồi, future thì bán hầu như là gần hết kho luôn mọi người. Đó, còn có vài chiếc còn rồi. Vài chiếc nữa hết, đó, hết rồi, cho nên là anh em mà có nhu cầu mua xe thì hôm nay tiếp tục em xả cho anh em hết cái lô này luôn nha mọi người. Đó, thì thủ tục trả góp thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần căn cước công dân thôi. Hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi trở lên mọi người nha, 18 đến 60 tuổi là có thể mua góp được rồi mọi người nha. Chỉ cần 2 đến 3 triệu thôi, anh em lên cửa hàng mình dẫn qua kho đi, một kho xe luôn mọi người, thích lựa xe nào thì lấy xe đó mọi người nha. Rồi và liên hệ trước với em gần lễ rồi sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe mọi người nha, và được một phần quà 1 triệu khi lên mua xe nữa mọi người nha. Có xe cũ muốn đổi xe mới em vẫn thu lại nha mọi người cứ đem lên em sẽ thu lại và hỗ trợ cho anh em đổi xe mới luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.